Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CNTT Shop Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình vừa chùa chassis trên các dòng switch Juniper EX Series Các bạn có thể áp dụng cho các dòng switch EX 2300, 3400, 4300 hoặc 4400 đều được các bạn có hai cách để kết nối các switch thành một virtual chassis. Đối với các dòng switch như EX4200, 4500 hay 4550, đây là các dòng có sẵn các cổng VCP là Virtual Transit Port. Để kết nối các switch thì các bạn cần sử dụng các cáp chuyên dụng. Các cáp này có chiều dài tối đa là 5m. Do vậy với khoảng cách giữa các switch quá 5m thì chúng ta sẽ không dùng được các VCP port này. Tuy nhiên thì các cáp này cung cấp tốc độ lên tới 64 g nên nếu các bạn kết nối cả hai cổng thành một vòng tròn thì chúng ta sẽ có băng thông stack là 128 g Nên nếu các bạn sử dụng switch có cổng VCP và khoảng cách gần nhau thì các bạn nên sử dụng các cổng này nhé. Còn với các trường hợp switch đặt xa nhau hoặc không có cổng VCP chuyên dụng thì các bạn có thể sử dụng các cổng đồng hoặc quang. Trường hợp này các bạn nên sử dụng các cổng có tốc độ cao nhất và sử dụng hai cổng để dự phòng và tăng băng thông cho stack. Nhược điểm là các bạn mất đi hai cổng để kết nối và băng thông stack sẽ thấp hơn do phụ thuộc vào cổng kết nối. Nếu chúng ta sử dụng hai cổng 40G thì cũng chỉ được 80G, vẫn thấp hơn so với các cổng VCP chuyên dụng. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các cổng quang để cấu hình Virtual Chassis. Mình đang sử dụng hai cổng 10GB trên switch Juniper EX2300 để cấu hình. Các module mình đang cắm cổng 2 và 3. Hai switch của mình cũng cùng mã là dòng 24T. Nếu các bạn cần cấu hình giữa các dòng multi gigabit và dòng gigabit thì các bạn cần phải cấu hình enable mix mode lên nhé. Trước tiên mình sẽ cấu hình các cổng này thành các VC port trên cả hai switch. Với những bạn chưa quen với Juniper thì các bạn có thể xem trong lệnh show chassis hardware để xác định FPC slot và PIC slot nhé. Như của mình là FPC0, pick slot 1, port là 2 và 3. Tương tự thì các bạn cấu hình VC port trên switch 2. Các bạn nên bật tính năng Pre-Provision lên. Khi Pre-Provision được bật thì chỉ các switch mà các bạn ép phía sau mới được tham gia vào VC. Còn switch khác kể cả đã kết nối link và cấu hình VC rồi thì cũng sẽ không join được vào Virtual Chassis. Sau đó các bạn ép các switch member vào Virtual Chassis. Juniper khuyến nghị chúng ta nên có hai switch đóng vai trò là Routing Engine trong VC, còn các switch khác sẽ là Card. Còn trong trường hợp chỉ có hai switch thì các bạn có thể để cả hai switch làm routing engine. Mình đang ví dụ nên mình sẽ để một switch làm routing engine và một switch làm like card. Switch này mình sẽ cấu hình làm routing engine. Serial thì các bạn có thể xem trong lệnh sâu chassis hardware nhé. Switch 2 sẽ có row là like card. Switch 2 các bạn cũng cấu hình tương tự như Switch 1. Mình sẽ copy cấu hình ra. Như vậy là phần cấu hình Virtual Chassis đã xong rồi. Tuy nhiên có một tính năng là Split and Merge trong uh, Virtual Chassis mà các bạn nên để ý. Tính năng Split and mặc định được bật. Tuy nhiên nếu trong VC chỉ có hai member thì Juniper cũng khuyến nghị các bạn nên tắt tính năng này đi. Đây là best practice thôi. Tính năng này đảm bảo cả hai switch vẫn ở đúng vai trò trong Virtual Chassis trong trường hợp có sự phân tách VC. Nếu sau này các bạn add thêm các member thì chỉ cần bỏ câu lệnh này đi là được. Để kiểm tra trạng thái của virtual chassis thì các bạn có thể sử dụng lệnh show virtual chassis Trong lệnh sâu các bạn có thể thấy member 1 là like card. Do vậy nó sẽ có priority là không để nó không được tham gia vào bầu chọn master. Member này sẽ chỉ như là một card mở rộng thôi. Giờ mình sẽ chuyển member này thành routing engine Bây giờ thì cả hai switch sẽ đều tham gia vào bầu chọn là Master. Mặc định Priority là 129. Khi các bạn bật Pre-Provision lên thì các bạn sẽ không chỉnh được Priority này nữa. Để kiểm tra các cổng thì các bạn sâu với chùa Chassis VC Port. Hai cổng 1 xược 2 và 1 sược 3 là mình đang cấu hình nên sẽ có trạng thái là cần fixer. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình virtual chassis trên switch Juniper EX series. Nếu các bạn gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Đừng quên like share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.